Đây là bộ Rider trên Sonic gắn vô, nhưng mà đi cổ zin, đi cổ zin của Sonic, chưa hai cổ lớn. Để nghe tiếng thử rồi. Nó cũng giống Sajia. Cái bộ này nó ngắn hơn Sonic mà nó thông hơn. Bộ này thông hơn nên gắn lên chạy nhẹ hơn cái bộ zin của Sonic. Nhẹ hơn chắc luôn. Ngắn hơn, hơi ra nhanh hơn, rút hơn. Nghe lại lần nữa.